Một thông tin cũng đã được nhiều người quan tâm trong thời gian qua đó chính là viện vaccine và sinh phẩm y tế ở Nha Trang đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa xin điều chỉnh thiết kế giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam để tránh trại nghiên cứu vaccine tại huyện Cam Lâm vâng tuyến đường cao tốc qua khánh hòa được thiết kế với hai điểm nha trang-cam lâm dài gần 50 km và cam lâm-vĩnh hải dài hơn 78 km trong đó đoạn nối đường cao tốc với tỉnh lộ 3 dài chừng 2 km sẽ đi xuyên qua trại chăn nuôi suối dầu và khu quần thể mộ bác sĩ alexander sin nơi được công nhận là di tích lịch sử theo lãnh đạo của EVAC, trang trại có quy trình nuôi khép kín và được kiểm soát chặt chẽ về dịch bệnh, môi trường và thức ăn. Những sản phẩm công nghệ cao được nơi đây tạo ra nhằm phục vụ con người nên cần đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh như là tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm. Công tác Bắc Nam có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội nên EVAC luôn ủng hộ. Tuy nhiên, khi thực hiện dự án sẽ làm ảnh hưởng đến các hoạt động của trung tâm. Đại diện Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, Bộ Giao thông Vận tải cũng như là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tiếp nhận thông tin và đang hoàn thiện các phương án để làm cơ sở điều chỉnh thiết kế tại trang trại số dọc. Vâng và thông tin này đã nhanh chóng nhận được rất nhiều những bình luận từ cộng đồng mạng, trong đó không ít ý kiến đồng tình với đề xuất trên khi cho rằng vấn đề sức khỏe của con người là vô cùng quan trọng, không để đem ra đánh đổi để mà làm được. Cái viện này cần được cách ly tối đa với những tác động bên ngoài, không phải bỗng nhiên mà nó ở một nơi hẻo lánh như thế. Nếu đi trên đầu của viện thì các tác nhân bên ngoài xâm nhập, ảnh hưởng đến chất lượng vaccine. Lúc đấy có xảy ra tai biến gì thì lại nói này nói kia. Hơn nữa, viện đã ở đó gần cả trăm năm nay là nơi lý tưởng để nghiên cứu và sản xuất vaccine. Dịch bệnh được coi là yếu tố ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh xã hội. Nói vậy đủ biết tầm quan trọng của cái viện đó như thế nào. Đừng mang kinh tế ra mà so sánh ở đây. Đường không làm chỗ này thì làm chỗ khác. Chúng ta nên khách quan. Mặc dù cả nước trông chờ vào dự án cao tốc Bắc Nam đi vào hoạt động, nhưng vấn đề sức khỏe quan trọng không kém. Tác động của môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng đến việc nghiên cứu vaccine, chăn nuôi ngựa và gà để lấy huyết thanh. Hiện nay, mới chỉ trên bản vẽ thiết kế vẫn có thể thay đổi, nhưng viện nghiên cứu đã được hình thành từ lâu. Nếu di rời, sẽ mất thời gian khá lâu để tìm được địa điểm phù hợp về khí hậu, môi trường để nghiên cứu. Đề nghị Bộ Giao thông xem lại cái thiết kế. Điều chỉnh lại đường nối này, không phải chỉ xây mấy cái nhà là thành nơi sản xuất vaccine và huyết thanh được. Cần vài năm mới có thể đưa vào sản xuất và vaccine huyết thanh. Sau đó, cần thêm nhiều năm để đánh giá trước khi đưa vào sử dụng. Mấy loại vaccine huyết thanh chỉ có mỗi viện này sản xuất. Bây giờ, làm đường qua trại chăn nuôi suối dầu thì nước ta rất có thể sẽ thiếu vaccine huyết thanh. Bác sĩ Ye Xin đã kỳ công lựa chọn khu vực này vì đây là địa điểm cực kỳ quan trọng. Đất đai, nguồn nước đáp ứng được việc nuôi động vật chuẩn để sản xuất vaccine phát triển kinh tế phải dựa trên nền tảng bền vững. Những gì người đi trước đã đặt nền móng thì không nên thay đổi. Có những thứ phá bỏ đi rồi không bao giờ lấy lại được đâu. Tất cả chỉ tiêu kinh tế xã hội đều nhằm đến việc phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống và tuổi thọ của con người. Việc nghiên cứu vaccine đã và đang làm việc này từ bấy lâu nay, đem đến sức khỏe, phòng tránh bệnh tật, không nên và không đáng bị xáo trộn như vậy. Cần phải thay đổi thiết kế, ngay và luôn. Việc này không quá khó, nói chi đến cả một viện nghiên cứu có bề dày lịch sử như vậy xin hãy quan tâm đến sức khỏe của nhân dân